Đây là những hình ảnh phản cảm trên hai bức tranh được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam ghi nhận là cặp tranh phong cảnh chủ đề về biển vẽ bằng sơn acrylic trên toàn lớn nhất tại hầm đi bộ phía đông cầu Rồng, thành phố Đà Nẵng. Từ xa du khách có thể thấy hai bức tranh rất hoành tráng với nhiều màu sắc rất bắt mắt. Tuy nhiên khi lại gần để nhìn cận cảnh thì nhiều người thực sự ngao ngán bởi hai bức tranh bị bôi bẩn với nhiều loại mực, sơn màu hoặc bị vật nhọn cắt lên. Thậm chí nội dung ghi trên hai bức tranh cũng đủ khiến người xem xấu hổ. Tại phía đông cầu Rồng vừa đưa vào khánh thành, nhiều bức bích họa khổ lớn cũng trong cảnh tương tự. Tình trạng xâm hại công trình văn hóa công cộng tại Đà Nẵng diễn ra từ nhiều năm qua, không chỉ trên tranh hoành tráng mà còn ở các dạng tượng đặt tại công viên. Một số bức tượng tại công viên Đông Tây Sông Hằng thường xuyên bị trẻ em leo trèo khiến bùn đất bám đầy trên tượng. Một số tượng khác cũng bị người dân vô ý thức sơn xịt. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường các biện pháp giữ gìn và phát huy giá trị bộ tranh tại hầm đi bộ cầu Rồng cũng như toàn bộ hệ thống tượng đài, tranh hoành tráng nơi công cộng trên địa bàn. Thành phố cũng giao Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đà Nẵng trực tiếp quản lý và chịu trách nhiệm chính về mặt nội dung các tác phẩm mỹ thuật đường phố tại một số khu vực. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng giao các cơ quan liên quan tuyên truyền, kêu gọi mọi người có ý thức giữ gìn tác phẩm mỹ thuật nơi công cộng trên địa bàn, tăng cường công tác quản lý nhà nước về tranh, tượng nơi công cộng.